là thật ra anh mong rất gần. Bạn anh nói đã muốn quên em rồi, ở trong tim anh luôn nhớ em. YouTube Music Night với chủ đề là Save Me and Healing. Chúng ta sẽ dùng những giai điệu âm nhạc và những chia sẻ, những trải nghiệm của cá nhân mình để mang lại sự chữa lành cho những trái tim. Đây là điều